cửa ra. Đấy, đóng cửa vào này. Bấm lên. Rồi, mở cửa ra. Thang dừng luôn, đóng cửa lại. Bấm xuống. Nó sẽ tự động nó dừng. Hiếu ơi, mày vào trong mày không, mày bấm cho anh phát lên trên tầng 2 không, mày đi xuống. Lên đấy với thấy stop thì bấm stop luôn được. Bấm stop còn đi xuống luôn.